Xin chào quý vị và các bạn. Ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 hôm nay, thời tiết hầu khắp trên cả nước cần lưu ý với những cơn mưa rông. Với miền Bắc thì mưa sẽ xảy ra bất chợt trong ngày, còn miền Trung trở vào đến miền Nam, mưa chủ yếu về chiều và tối. Cụ thể, tại Bắc Bộ trưa chiều nay, mưa nắng đan xen bất chợt. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 30-33 độ, cùng với độ ẩm cao trên 80% nên cảm giác hơi oi bức vào trưa chiều. Từ chiều tối nay sang cả ngày mai, do tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 40-80mm trong vòng 24 giờ, có nơi là trên 100mm. Những cơn mưa dông tập trung nhiều tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thủ đô Hà Nội, thời gian tạnh giáo trong khoảng từ sáng tới trưa chiều, trời còn nắng yếu, đôi lúc có mưa rào cục bộ nhưng mà rất nhanh. Mức nhiệt cao nhất ngày ở vào khoảng 31-32 độ. Tuy nhiên do độ ẩm cao nên cảm giác khá là oi bức. Về tối khả năng mưa dông xuất hiện, thời tiết mát mẻ hơn khi đêm về. Rãnh áp thấp gây mưa vẫn đang vắt ngang qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nên trong chiều và tối nay tại Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, với lượng mưa trong khoảng 30-50mm trong 24 giờ, có nơi là trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố biển Đà Nẵng cũng có tiết trời khá dễ chịu. Trưa nay tại thành phố trời có nắng nhẹ và gián đoạn, với nền nhiệt cao nhất ở vào khoảng 31-32 độ. Nhưng mà từ chiều tối, mưa dông xuất hiện kèm theo với dông sét và gió giật mạnh. Quý vị cần chú ý đề phòng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam cho nên hôm nay và hai ngày tới đều có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40-70mm trong 24 giờ, có nơi là trên 100mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Lúc này ở thành phố Hồ Chí Minh, mây đã bắt đầu kéo đến. Khoảng sau 15 giờ chiều thì mưa dông sẽ xảy ra nhiều hơn. Trời khá mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt cao nhất trưa nay ở vào khoảng 31-32 độ. Đáng lưu ý, mưa dồn dập với lượng lớn gây ngập úng cục bộ, các khu vực trũng thấp, người dân cần lưu ý. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.